Chào cả nhà, thì lại là anh em mình là cả nhà ơi. Thì lúc lúc sáng á, mình ra phía sau nhà thì mình thấy có cây này nè, mà có trái thì cũng ngon, mà lâu lắm thì mình chưa ăn trái này nên quyết định vào nhà đâm chén muối hột siêu cay nè cả nhà. Chén muối hột siêu cay luôn, mình quyết định là ra ăn sạch cái cây này luôn. Thì cả nhà muốn biết cây gì thì cả nhà theo mình nha. Nhưng trước đó thì bà chị có cho mình mấy trái nè. Trái này là cà na, cà na đó cả nhà. Cà na này là nhà trồng luôn, mà nãy mình không có quay được tại vì nhà nuôi chó nhiều quá nên bà chị chỉ hái thôi, mình đứng ở ngoài mình xem. Bây giờ thì cả nhà muốn biết cái gì thì theo mình nha. Đây, chỗ mình gọi nó là trái chùm ruột nha cả nhà, trái chùm ruột. Thì bây giờ mình sẽ hái xuống hết luôn, giờ mình ăn nó thôi. Thì giờ cả nhà chờ mình hái nha. Đây vô muối luôn. Có thấy đâu. Hay tại em chùm mà. Thì bữa thấy thấy mè vô trọng nấu canh chua. Hay la. Ừ. Lá này chấm ngon. Thôi. Ủa rồi đó. Dạ, dạ. Cái dụng vô đầu. Nói chung là vừa hái vừa hồi hộp, rất là hồi hộp cả nhà. Tại cây này có ong, mà ong thì nó cũng gần luôn. Mà nãy mình quyết định mình hái thì mình sẽ hái cho cả nhà hái con ong luôn. Tới đâu thì hay tới đó. Một chút nữa thì em mình sẽ quay cái ổ cho cả nhà xem. Đó, ong là ong sắt. Trời ơi, nghĩ sao người hái người ăn, giờ chừng nào mới đủ ăn hoài. Phép thử. Hồi hộp quá mình. Dám đứng gần cây. Thảm chua. Tăng tăng đi nhảy đi nhảy đi tăng 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 ngay tăng đi tăng 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 ngay tăng 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 bị không dí, bị không dí cả nhà. Trời ơi, quýnh cái đầu. Sưng không? Sưng, đỏ chót ngay chỗ đó luôn. Như một vùi. Cả nhà, ổ ong cả nhà. Quá trời luôn. Mới, mới xử hai anh em mình.
mình cũng có hái giùm vừa nữa cả nhà. Thì giờ cả nhà xem rồi cả nhà, do ong nhiều quá, quá trời ong luôn, nên mình chỉ hái được có nhiêu đây cả nhà ơi. Bị nó quấn hết mấy mũi nữa, đúng là cháo ghẹo ong ong mới quấn thôi. Cháo ghẹo ong ong mới quấn, lại đã thấy nó rồi mà còn ghẹo chi để cho bị quấn. Quấn giờ đau quá trời đau. Mình chỉ hái được nhiêu đây thôi. Nói chung nãy thì nói hết hái sạch cây nhưng mà không được, nhức quá thì nhức. Hồi 700 chén muối đó, nhìn chén nó miếng rồi. Muối này mình giờ để dùng dụng cái tay mình trộn lên như này đó. Đó, trộn lên kìa. Đó, nào. Đó. Giờ thì mời cả nhà cùng dùng nha. Dớt thôi. Ôi trời ơi. Chua chua quéo quéo luôn. Cay quá à. Cay mà chua nữa. Chua nữa. Nó không chịu luôn á. Ăn vậy mới đã. Phút nằm trái luôn. Xem hai. Nãy quên em cái nước nha. Nó quýu người luôn. Ăn quýu người luôn. Ơi, đã chưa? Cana thì chua rồi. Cana trái bự. Nước hột luôn. Cầm mà cho mình chảy nước miếng luôn. Ăn cái cana phải không? Cana này nó chát chát, nó có gì chát chát mà chua chua. Chấm muối mì cầu ngon dữ nữa. Lúc nào cũng cay. Đã. Nhấm nhấp mọi người. Rồi có hột. Quý quý quá. Có ăn đồ ăn muối này nè. Ăn muối đỡ cay quá. Đỡ đi. Lúc nãy là mình tính ngồi ngay gốc cây chùm dột đó để mà ăn trái luôn. Mà ong nhiều quá. Đấy, cũng như nó quánh mình xong rồi. Mà giờ mình lại là vừa lại gần là nó bay ra nữa. Nên không dám lại ngồi đó ăn. Di chuyển lên chỗ này. Đẹp không? Ê bụng luôn. Ăn hết chứ nó ê đầu luôn. Muối này là lúc nãy là muối hột đó nha. Mấy chai bị hơi sâu. Bỏ vô thêm một khoai. Bỏ vô thêm, chọn nữa. Ăn vô mấy trái là mồ hôi nó xuống. Nãy quên em thấy cái máy lạnh trắng rồi. Máy lạnh thiên nhiên. Không làm thêm nhiều. Rồi chắc mình đi đuôi rồi. Mấy trái bự nó ở trên cao nó gần tổ ong. Ong nó dữ rồi. Ong nó quýnh cái đầu giờ nó nhức. Bưng bưng luôn. Không biết nó nhức dữ nữa không. Nó nhức nữa chắc mua thuốc uống luôn quá. Cà na này mày dặm không? Chóng luôn. Rồi. Nhai hổ luôn. Không thể không bỏ miếng nào.
Ở công chuyện luôn. Chua chảy nước mắt luôn á. Ăn lần 4 năm trái ăn nghiệm mới đã. Ăn mà nhíu nhíu luôn. Hai cậu bé ăn mà cũng nhíu luôn. Tao ông mày hãy để đấy. Du bakachi. Để đấy. Ăn xong lấy lửa đốt nó luôn. Trả thù. Trời ơi, tới công chuyện rồi. Vừa cay vừa chua. Lâu lắm mới lấy ăn lại cái này. Trái này nhầm khi Sài Gòn thì cũng có một số người biết, số người không. Chứ không ai biết hết đâu. Cái dùm dục á, hồi đó dùm dục chín á, nó thấy ưa nấu vịt lắm. Nấu vịt á. Nấu vịt với dùm dục á. Thịt vịt á hả? Ngon lắm á, ngọt ngọt. Thơm nữa, có thơm. Chưa ăn. Bữa nào cậu Bảy làm thử đi. Làm thử. Ngon á. Hồi xưa. Bữa chú Ba mới làm thử rồi. Chú Ba nói hồi đó chú Ba ăn vậy đó. Mời cả nhà. Giòn giậm luôn á. Ăn mà ở trên nhà bè chảnh mà còn nghe luôn. Nghe hột luôn mà hột. Cậu Bảy chả mua rồi. Cana đi. Bây giờ quốc chục trái đó. Phải ăn. Ăn cana tối ngủ mới thấy cana luôn. Ăn cay mà bị ong quánh nữa cái đầu, giờ nó vừa nhức mà nó vừa cay. Mấy ông nãy báo không? Báo rồi. Nói ông nào quýnh cháu, tại cháu ghẹo ông, ông đi quýnh. Đúng không? Mình không ghẹo, không ghẹo ông là gì, ông quýnh mình. Chỗ ông ta đang ở lại kiếm chuyện. Kiếm chuyện hai trái rồi, bị quýnh đúng rồi. Ông nói, chùm vụ của tao à. Quốc trái cà nào. Chua. Mày ơi. Còn có con mắt à, ăn ăn vô còn có con mắt à. Nhắm hơn con. Quất nước quá nước. Cũng quất luôn. Cay cho cay luôn. Vậy mới đã. Trái đá luôn rồi. Mốt có ăn chua nè, nhớ lấy tả bọc trước. Có gì không ai biết đâu. Chứ để ăn xong rồi đứng lên mà nhìn nó ướt ướt nhìn kỳ. Hổ nữa. Chứ nữa muốn ăn lấy tả bọc trước chắc ăn. Ta hỏi trời quá chảy mồ hôi. Chùm vụt nãy mỏng nước luôn á. Chảy mồ hôi ướt quần luôn hả? Dạ. Nãy cắn cái chùm vụt vô mà nó tương nước quá. Giòn giòn. Giòn nước vô. Nãy rồi nó cắn cục muối khổng lồ, giờ cũng muốn lên máu rồi nè. Chả mồ hôi quá mọi người ơi. Mồ hôi mà nước mắt, nước mũi ra một lượt luôn. Giống như ăn, cấp, ăn mì cấp độ 7 rồi. Giống như ăn mì cấp này, độ 7 rồi. Trời ơi, nhìn cái cà na mà nó mặn luôn. Này là cấp độ khủng khiếp. Quất kìm phát nữa. Chục trái luôn. Năm trái xưa rồi. Múc lên đâu có được. Chơi lần 2. 7 trái à. Chơi lần 2 muỗng. Trời ơi. Ăn mười mỗi ăn rồi chấm chấm mọi người. Ăn 7 trái mà vớt ra 1 trái.
nhăn quá nhăn. À. Mình đắm nóc mình từ biệt cái hũ muối đi. Mình đã qua này. Đã. Mình phụ cậu ấy rồi nè. Nhìn mình chảy mồ hôi luôn. Chị lớn luôn. Chị lớn rồi. Ừ, nó đẻ. Quíu quíu rồi. Đẻ luôn. Quíu quíu luôn rồi. Còn mấy trái nữa hả? Nước tôm tôm trong họng á. Mấy trái nữa. Nãy quyết định ăn sạch cây mà giờ không hái sạch cây thì mình chơi sạch chén luôn. Miếng ớt dùng nữa. Mời cả nhà. Giờ mình ngấu đá luôn cả nhà. Ăn này nhắm mắt không thấy tao quắc đâu. Không thấy tao quắc mình đâu luôn. Mình nhắm mắt lại mình thấy chị Hằng không ạ? Nhắm mắt lại là nhớ mấy ông nãy. Tê lưỡi luôn rồi. Còn mấy trái nè, mình làm sạch luôn. Quyết định rồi. Chị Hà Na này chắc phải để lại dầm dầm. Hà Na mình đập dập dập ra. Ôi dầm làm nước uống ngon á. Không nổi không? Đổ vào củ hủ dừa đi. Mình đi kèm đu đu dừa đi mọi người. Thôi nói chung thì nếu quyết định ăn sạch cây thì không nổi, nhưng mà cũng ăn khoảng một chén này. Thì giờ anh em mình xin dừng clip rồi cả nhà. Cả nhà coi kênh thì ủng hộ anh em mình. Còn bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà.